Trong năm 2020 vừa qua, giới đầu tư bất động sản trong nước đã tích cực tìm kiếm những cơ hội mới tại các địa phương có ngành du lịch hoạt động ổn định và ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong đó, Nam Phú Quốc, đảo Ngọc hiện là nơi thu hút nhiều sự đầu tư từ thị trường nhờ sở hữu vị trí biệt lập, quang cảnh thiên nhiên đẹp cùng hệ sinh thái du lịch đa dạng. Chính vì thế nơi đây đã được khoác chiếc áo mới và hưởng lợi nhờ những xu hướng đầu tư bất động sản mới. Chỉ hơn 5 năm, từ khi nhiều chủ đầu tư lớn như Sun Group đặt chân đến Phú Quốc, nơi đây như một làng chài còn nhiều khó khăn, đã lột xác thành thiên đường du lịch nghỉ dưỡng xứng tầm khu vực. Với tốc độ phát triển gấp 6 lần bình quân chung cả nước, hơn 3 triệu lượt khách một năm kể cả trong thời gian dịch bệnh, và thành tựu bền vững nhất là hệ thống nghỉ dưỡng giải trí tỷ đô mang thương hiệu Sun Group, đang liên tục tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư và cư dân Phú Quốc. Điển hình là cáp treo Hòn Thơm, cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới. Công viên nước Aquatopia hiện đại nhất Đông Nam Á. JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort and Spa. Vườn địa đàng Sun Premier Village The Eden Bay. Bến cảng Phồn Hoa Sun Premier Village Primavera. Và đặc biệt tới đây là những tuyến phố mua sắm sầm uất tại Sun Grand City New An Thới được xây dựng, hứa hẹn sẽ là nơi an cư, kinh doanh và nghỉ dưỡng dành cho phân khúc khách hàng cao cấp tại đảo Phú Quốc. Dự án Sun Grand City New An Thới hiếm hoi nằm trong số 6% quỹ đất ở đô thị Phú Quốc. Với quy mô 35 hectare, gồm các khối nhà phố được sắp xếp theo mô hình ô bàn cờ đan xen với những trục đường sầm uất. Với chiều cao 3-5 tầng, vỉa hè thoáng mát, mặt tiền rộng đem đến không gian tối ưu để trưng bày sản phẩm và thu hút khách hàng. Quy hoạch này kết hợp cùng với vị trí đắc địa giúp Sun Grand City New An Thới hưởng lợi lớn từ cả ba nguồn khách, cư dân chính khu đô thị, cư dân Phú Quốc và dòng khách du lịch lớn đổ về Nam đảo mỗi ngày. Bên cạnh đó, việc đầu tư hệ thống 4 công viên cây xanh, quy chuẩn an ninh 24/7, kỹ thuật vận hành chuyên nghiệp chính là điểm nổi bật của dự án trong việc chú trọng chất lượng sống cho khách hàng. Có thể thấy nhờ các quy hoạch đồng bộ mang tính đột phá của Sun Grand City New An Thới đã khiến nơi đây trở thành khu đô thị đáng giá, không chỉ phục vụ nhu cầu mua nhà để ở mà còn có tiềm năng kinh doanh lớn.